Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin gánh khoản nợ hơn 461.000 tỷ đồng, Vingroup của ông Vượng trụ được bao lâu? Theo báo cáo tài chính bán niên của tập đoàn Vingroup, thì hiện nay tập đoàn này đang nợ một khoản tiền lên đến 461.000 tỷ đồng, tương đương với 19,2 tỷ đô la Mỹ. Một con số có thể nói là vô cùng lớn đối với nền kinh tế của Việt Nam, con số này tương đương 4,8% GDP của Việt Nam. Cũng theo bản báo cáo tài chính này, vốn chủ sở hữu của tập đoàn Vingroup là 135.000 tỷ đồng, tương đương 5,7 tỷ đô la Mỹ. Vậy thì nợ của Vingroup đang gấp 336% vốn chủ sở hữu. Được biết, từ quý 4 năm 2021, thời điểm mà VinFast bắt đầu chuyển làm xe điện, thì Vingroup nợ khoảng 268.000 tỷ đồng, tương đương 11,2 tỷ đô la Mỹ. Như vậy, chỉ mới sau 18 tháng, khối nợ đã tăng thêm 72% so với ban đầu, tương đương 8 tỷ đô la Mỹ. Theo báo cáo tài chính bán niên 2023 thì Vingroup đang nợ tới 461.000 tỷ đồng, tương đương với 19,2 tỷ đô la. Lâu nay Vinhome được xem là con gà đẻ trứng vàng cho Vingroup. Dù thị trường bất động sản đang thời kỳ đóng băng, nhưng Vinhome không đốt tiền kinh khủng như VinFast. Hay nói đúng hơn, từ khi VinFast chuyển sang sản xuất xe điện thì dường như Vingroup nâng nợ, lâm nợ nhiều hơn nữa. Năm 2021, khi VinFast bắt đầu chuyển sang xe điện thì VinFast đã lỗ 1,3 tỷ đô la. Năm 2022 lỗ 2,1 tỷ đô la và trong 6 tháng đầu năm 2023 VinFast lỗ 18.000 tỷ đồng tương đương 750 triệu đô la Mỹ. Hiện nay VinFast vẫn tiếp tục thua lỗ và không biết đến bao giờ mới đạt điểm hòa vốn. Sau khi lên sàn Nasdaq vào hồi giữa tháng 8, cổ phiếu của VinFast đã tăng vùn vụt nhưng chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn rồi cắm đầu rơi tự do. Lúc cổ phiếu VFS lên đến 93 đô la mỗi cổ phiếu, tức là số cổ phiếu giao dịch rất ít thì chỉ có 4,5 triệu cổ phiếu trong tổng số 2,3 tỷ cổ phiếu phát hành, cho nên giá cổ phiếu lúc này dễ bị thao túng. Đến nay, số cổ phiếu được phép bán ra thị trường mới chỉ 80 triệu cổ phiếu, tương đương 3,5% tổng lượng cổ phiếu mà đã rớt giá thê thảm đến như thế. Cho nên, việc kỳ vọng của nguồn vốn từ thị trường Nasdaq ắt không được như ý của các nhà sáng lập VinFast. Mới chỉ tung ra có 3,5% lượng cổ phiếu mà giá đã rơi mất đến 2/3 so với mệnh giá phát hành, thì rất khó để VinFast vét đủ tiền cho các giai đoạn tiếp theo. Vậy nên, từ thời điểm này trở đi, chủ yếu tiền VinFast đốt là tiền của Vingroup và của cá nhân ông Phạm Nhật Vượng. Vốn chủ sở hữu chỉ là 137.000 tỷ đồng, tương đương có 5,7 tỷ đô la Mỹ. Hiện nay, ông Phạm Nhật Vượng đã cam kết xuất 1 tỷ đô la tiền túi và Vinhome cam kết hỗ trợ 2,5 tỷ đô la cho VinFast đốt tiếp. Việc VinFast lên sàn Nasdaq mà vẫn còn phải trông cậy vào tiền túi của ông chủ cũng như của các thành viên khác trong tập đoàn, thì điều đấy cho thấy việc huy động vốn trên sàn chứng khoán Mỹ không được như mong đợi, ít nhất là cho tới thời điểm này. Cho nên VinFast sẽ vẫn là máy ngốn tiền, là kẻ gây nợ cho Vingroup mà thôi. Không xác định được thời điểm hóa vốn thì tương lai VinFast nói riêng và Vingroup nói chung sẽ là vô định. Nếu cổ phiếu VinFast cứ y ạch như hiện nay thì nợ của Vingroup sẽ bị đẩy lên cao hơn nữa, đó là điều khó tránh khỏi. Được biết, tính đến thời điểm này, tỷ số đòn bẩy tài chính của tập đoàn Vingroup đã lên tới 4,36. Đây là mức rất cao. Đòn bẩy tài chính được hiểu là tổng tài sản chia cho vốn chủ sở hữu. Công ty này vay nợ quá nhiều, nên lãi suất vay nợ sẽ gặm sâu vào lợi nhuận, đồng thời áp lực trả nợ cũng rất lớn. Được biết, tỷ số đòn bẩy tài chính của tập đoàn Novaland hiện nay là 5,8 và doanh nghiệp này đang phải khốn đốn vật lộn với núi nợ để mà tồn tại. Khả năng Novaland sẽ ngã sụp trong ngày mai. Vấn đề của Vingroup chính là do VinFast. Câu hỏi đặt ra là với khoản nợ lên đến 336% vốn chủ sở hữu như thế, thì với việc VinFast chỉ biết đốt tiền, vì Vingroup có thể cầm cự được bao lâu nữa? Có người thì nhận xét rằng do khoản nợ của Vingroup đã lên đến 4,8% GDP, nên nếu để nó ngã thì rất nguy hiểm cho nền kinh tế Việt Nam. Vì thế, chính quyền của Đảng Cộng sản
đang phải tìm cách đỡ cho Vin. Tuy nhiên, với tốc độ đốt tiền của VinFast vẫn khủng như hiện nay, thì tới lúc chính quyền đó cũng phải buông bỏ. Xem ra VinFast là bài toán khó giải cho ông Vượng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin gánh khoản nợ hơn 461.000 tỷ, VinGroup của ông Vượng trụ được bao lâu? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin nghịch lý đầu tư công tắt nghẽn nhưng bộ chi khủng, túi tham nhà quan, hứng tiền thác lũ. Đầu tư công là một phần không thể thiếu của chính sách tài khóa, nó là công cụ điều tiết nền kinh tế bên cạnh chính sách tiền tệ của ngân hàng nhà nước. Ở Việt Nam, đầu tư công của doanh nghiệp nhà nước là hai đầu tàu dẫn dắt nền kinh tế, theo dự tính của chính quyền Đảng Cộng sản là như thế. Trong khi đó, tại các nước tự do thì chỉ có phần đầu tư công thực hiện vai trò dẫn dắt nền kinh tế, còn phần doanh nghiệp nhà nước thì rất hạn chế. Đầu tư công bị nghẽn phải lập tổ công tác thông tắc dòng tiền. Báo chí nhà nước luôn được chỉ đạo là phải ca tụng hết lời những chính sách của Đảng và nhà nước. Tuy nhiên, trên thực tế thì những công cụ mà chính quyền dùng để điều tiết nền kinh tế đã và đang tỏ ra thiếu hiệu quả. Khối doanh nghiệp nhà nước hiện nay đang là gánh nặng cho nền kinh tế hơn và giữ vai trò dẫn dắt. Việc phân bổ đối xử trong chính sách cả trên thị trường vốn và thị trường hàng hóa dành cho khối nhà nước lâu nay như là cách mà nhà nước Việt Nam bòn nơi khố rách đãi nơi quần hồng. Mọi sự yếu kém của khối này đều dẫn tới cái kết chung, đó là khoan vào sức dân để cứu những doanh nghiệp nhà nước làm ăn bết bát hết năm này qua năm khác. Nguồn tiền đầu tư công của chính phủ cũng là một vấn đề. Hiện nay, từ trung ương đến địa phương, vốn đầu tư công đều bị tắc nghẽn nghiêm trọng. Nguồn tiền đầu tư công là một kênh bơm tiền ra thị trường, đồng thời nó cũng là nơi giải quyết việc làm cho lao động lẫn doanh nghiệp. Bởi một khi trúng thầu dự án thì không những nhà thầu thi công, mà cả những nhà thầu cung cấp cho dự án cũng có thể nuôi sống doanh nghiệp của mình. Kéo theo đó là hàng ngàn người lao động Việt Nam có việc làm, có thu nhập, dẫn tới chi tiêu cũng tăng lên. Một khi nguồn đầu tư công bị tắc nghẽn thì cả một dây chuyền bị tắc nghẽn theo. Đấy là dấu hiệu xấu cho nền kinh tế của đất nước hiện nay. Vì vốn đầu tư công bị tắc nghẽn mà hồi tháng 3 vừa qua, ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã phải ký quyết định thành lập 5 tổ công tác để mà kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công vào năm 2023 tại các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Năm tổ này do các ông như Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng, Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng, Phạm Hồng Hà, Phó Thủ tướng, Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Hồ Đức Phước, Bộ trưởng Bộ Tài chính làm tổ trưởng. Bộ Quốc phòng, nơi có nguồn ngân sách lớn nhất của chính phủ, cũng đang bị nghẽn. Tuy đã thành lập đội quân tháo gỡ điểm nghẽn hùng hậu, nhưng vì điểm nghẽn quá nhiều và không thể tháo gỡ từ nguyên nhân nên tháo không được bao nhiêu cả. Được biết, Bộ Quốc phòng là nơi cung cấp ngân sách lên tới 150.000 tỷ đồng, cũng đang bị nghẽn dòng tiền đầu tư công. Kết quả là ngày 12 tháng 10, ông Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Việt Nam đã phải làm việc với các cơ quan đơn vị về công tác giải ngân vốn đầu tư 9 tháng đầu năm 2023. Có một nghịch lý rất khó hiểu là đấy là vốn đầu tư công thì bị tắc nghẽn khắp nơi, nhưng ngân sách trung ương thì lại bội chi khủng khiếp. Thông thường khi Quốc hội duyệt chi ngân sách dựa trên dự toán cho năm sau, còn số dư quyết toán luôn được khống chế ở mức thấp. Tuy nhiên, dù dòng vốn đầu tư công đang bị tắc nghẽn nhiều nơi, nhưng bội chi vẫn đang rất lớn. Năm 2023, bội chi ước tính là hơn 4% GDP, trong khi đó năm 2022, bội chi ở mức 3,6% GDP. Một khi ngân sách bị bội chi, thì bằng cách này hay cách khác, nhà nước cũng sẽ phải khoan vào túi người dân để mà lấy tiền bù vào mà thôi. Đầu tư công bị nghẽn nhưng ngân sách bội chi khủng, vậy
câu hỏi đặt ra là đồng tiền này đã chảy đi đâu và nó rất nhiều. Dòng vốn đầu tư công bị tắc nghẽn mà ngân sách vẫn bội chi khủng, đây là một nghịch lý. Vậy tiền đã chảy về đâu? Vì chính quyền này không minh bạch nên người dân không biết được dòng tiền thực sự chảy đi đâu cả. Tuy nhiên có thể phán đoán một lượng lớn ngân sách đã chảy vào túi tham không đáy của các quan chức từ trung ương cho tới địa phương. Lương quan chức là đồng lương chết đói, nhưng quan chức nào cũng dư tiền xây biệt phủ, mua ô tô cho con cháu đi du học nước ngoài với kinh phí mỗi năm hàng trăm nghìn đô la, và thậm chí là mua quốc tịch ở nước ngoài để dự phòng khi chạy trốn. Số tiền bị quan tham gặm nhấm rất khủng khiếp. Đất nước này bị sâu mọt gặm nhấm sạch, mà sâu mọt đấy là ai ngoài đảng? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin nghịch lý đầu tư công nghẽn nhưng bội chi khủng, túi tham nhà quan hứng tiền thác lũ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.